Rồi, xin chào tất cả anh em. Vâng, điện tử Tám Hoa mới về một cặp loa Mỹ Lloyd. Cặp loa có tên là Servin Vega. Vâng, trước mắt các bác và anh em, đây là một cặp loa bãi Mỹ Servin Vega. Những em anh em nào đang có ý định đầu tư một cặp loa Mỹ Servin Vega thì hôm nay điện tử Tám Hoa làm một cái video mở nội thất để cho các bác và anh em chúng ta cùng ngắm nhìn cũng như là tìm hiểu về cặp loa Mỹ Servin Vega. Và cặp loa này với cấu hình được thiết kế 3 loa trên một thân thùng. Đấy. Và cái kích thước của thùng thì chia sẻ với toàn thể anh em là cái chiều cao của thùng này khoảng 1m08. Vâng, nó cao khoảng 1m08 và chiều ngang là 68 cm, chiều sâu của thùng là 52 và với trọng lượng cân nặng của mỗi thùng nó rơi vào khoảng trên dưới 50 kg. Đấy. Và các bác và anh em để ý đây là cái bát 50 của nó. Đây cái bát 50 của nó. Đấy. Và đây là một chiếc loa chung có đường kính là 30 cm và đây là một mít tép kèn. Thì báo cáo các bác và anh em là cặp loa này bên em vừa về tối hôm qua. Đấy. Còn zin nguyên bản nhé, zin nguyên bản bát 50. Đấy. Anh em nào đang có nhu cầu đầu tư một cặp loa Mỹ Servin Vega với một không gian rộng, chất âm của cặp này thì phải nói là rất là hay. Đấy. Tiếng bát của anh rất mềm, lời ca rất là bay. Đấy. Thùng gỗ vỏ ngoài đây là vỏ lỉ. Cái dòng lỉ này thì chia sẻ với toàn thể anh em là các bác để ngoài mưa, ví dụ như là có đi vào nước mưa thì cái dòng lỉ này nó cũng không có mùi hôi nhá các bác nhá. Đặc trưng của cái lỉ này đó là như vậy. Lỉ này thì là lỉ màu lông chuột các bác nhá. Ở đây là hai lỗ thoát hơi bên dưới này. Đây là phía dưới này. Chiếc loa này được thiết kế hai bánh xe. Khi các bác vận chuyển là chúng ta chỉ cần ật nó lại phía sau là chúng ta du như một cái vali luôn. Bát 50. Từ này thì được sở hữu một chiếc từ 220. Từ 22. Khung này là xương của nó là xương nhôm đúc. Xương nhôm đúc. Từ 220. Đây này. Em Servin Vega. Servin Vega nhé. Số lô của nó là 66600. Trở kháng 8 ôm này. Cái số này dập chìm hết nhé. 30 1991. Côn này côn 100. Và xin lỗi, côn này là côn 76 các bác nhé. Côn 76. Sử dụng côn 76. Côn 76, loa xịn sò nhé. Loa này thì rất là xịn sò luôn. Côn 76 này. Côn 76 này. Rất là chất. Màng này. Màng rất là zin nhé. Zin từ A đến Z nhé. Gân này là gân vải 36. Đấy. Màng giấy. Phân tần này, phân tần của nó là phân tần rất là to. Linh kiện thì ở phía sau. Khi các bác kiểm tra phân tần thì chúng ta phải tháo ở phía sau, chúng ta rút ra. Đây là cái mạch phân tần này. Bông tiêu âm này. Loa Mỹ thì các bác biết rồi, chất âm của nó phải nói là rất là chất. Và đây là cái bát. Vâng, cái chung. Chung 30. Chung 30, 25, 1991. Sơ gì 32007. Cái số là nó hơi mờ. Trở kháng 8 ôm, Servin Vega. Zin hết nhé các bác nhé. Zin này. Đấy.
Và đây là cái tép. Ok, cặp loa này bên em cam kết là còn zin nhá. Zin từ A đến Z. Bát trung tép. Thùng vách đẹp. Vâng, cặp loa Shervin Vega. Cặp loa này có cái mã là PD18C. Bên em chào bán với cái giá là 27.800.000. Những anh em nào có nhu cầu liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 và 0918 249 265. Vâng, địa chỉ điện tử Tâm Hoa tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ok, đến đây em xin kính chào tạm biệt các bác và anh em. Xin hẹn gặp lại các bác và anh em vào những cái video tiếp theo.